Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tôi mò nào. Đi về tiếp tục mò vậy. Đang cái điểm này, cái điểm cho đi mưa nó dập. Nó tét đây, nhét chết. Mà là nhân dân không cần phải. Mình có nhà thì điện nó tét thôi. Còn nếu như được. Đấy, điện được rồi. Mình có nhà thì điện nhà ta hỏng hỏ mà. Mưa này vừa mưa to, không sớm chứ, cắm mưa điện. Nhưng mà xe điện nó hỏa, nhà gì thì tét à. Không mẹ nữa đâu. Cái điện này không biết, cái điện này không biết. Bây giờ chúng tôi mở ra cái tôi mở ra đây. À, có giả, bánh giả, bệnh. Không biết thôi. Có nghĩa là mình trả gì vậy? Mình trả cả hình mua. Ta với người chị mấy tạ ịt mẹ đầy chúng nó gần rồi. Bao nhiêu mẹ này yếu cái gì? 43 video đầy rồi đấy. Ok, vãi luôn. Ta ra đừng làm xót chứ sức nè xin thưa xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình.
Mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tô màu tự do và mình rất thích tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu và sao cho đẹp nhất. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Đi có mẹ nó, kè nó đâu. Đây, nhỏ đây. Đấy lẹ nhỏ. Đây. Rượu sạch. Như này chả ơi. Ừ, định mèo vào mà chỉ bụi nhé. Wow. Như vậy video của mình nó kết thúc.
chung nhiều bạn, các bạn nghèo đẹp trong này các bạn.